Chào mừng bạn đã quay trở lại với Fit You, mình là Yến và em Bống sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong series những bài tập rất đơn giản dành cho các nàng, dành cho những người mà chưa tập luyện bao giờ, còn thừa nhiều cân nhiều mỡ không tập được những bài tập nặng hoặc những nàng văn phòng, những người ít thời gian, chỉ dành tầm khoảng 8 đến 10 phút thôi là chúng ta đã có thể tập xong bài tập này rồi. Đơn giản không ạ? Những bài tập không cần dụng cụ gì hết, chỉ cần là chúng ta mong muốn thôi. Hãy bật Fit You lên và chúng ta sẽ cùng luyện tập với nhau nhá. Giúp cho chúng ta có một thân trên đẹp này, giảm mỡ, bắp tay, vai và lưng thon gọn, chúng ta cảm thấy thế nào? Chắc chắn sẽ giúp cho chị em của chúng ta tự tin hơn rất nhiều khi diễn đầm đấy. Bắt đầu nào. Ok, let's go. Nào, chúng ta đặt hai tay lên vai và mở ngực. Giữ khoảng 3-4 giây và đưa hai thử tay vào với nhau. Ở bài này chúng ta sẽ tập 45 giây một động tác nha. Đó. Để chúng ta cảm nhận sâu hơn. Sâu hơn cái phần cơ của chúng ta đang được tác động. Mở ra nào. Không đi đâu mà vội mà vàng cả. Bài này cũng chỉ có 8 phút thôi. Động tác sẽ ít hơn và thời gian lặp lại mỗi thực hiện với động tác thì sẽ dài hơn. Ok, nghỉ vài giây và chúng ta sẽ đến với động tác tiếp theo. Vô cùng đơn giản đúng không nào? Hai tay chúng ta đặt lên phần eo của mình và xoay vai, mở ngực. Đó, giữ một chút và làm lại. Giống như là động tác của người mẫu hoa hậu ấy mọi người. Đó. Chúng ta đang học để thẳng lưng, thẳng vai, cải tạo cái tư thế của mình. Có phải là rất là nhiều chị em có cái thói quen là gù lưng rồi đưa cổ ra phía trước để có thể nhìn rõ hơn trên màn hình máy tính, trên màn hình điện thoại. Và nó khiến cho lâu dần chúng ta sẽ bị thói quen và cái tư thế không đẹp. Ok. Và đây là bài tập dành cho bạn, bài tập vô cùng đơn giản. Tay đan vào nhau và kéo lưng chúng ta gù như một chú tôm vậy. Gù có chủ đích nha. Kéo nào. Những chị em mà đang bầu bí giống như Yến này, hoặc là những chị em dân văn phòng cần phải cải thiện tư thế. Đó. Và cái phần thân trên của chúng ta rất là ít khi tập luyện đến thì nó cũng dễ tích mỡ. Thì chúng ta đều có thể tập luyện những cái bài này nha. 10 phút ngồi lướt Facebook, ngồi lướt TikTok rất là nhanh. Nhưng mà khi mà chúng ta tập luyện thì nó có ý nghĩa hơn rất nhiều đấy ạ. Ok. Rồi, động tác tiếp theo nha. Một tay chúng ta đặt đằng sau lưng và một tay chúng ta kéo phần đầu sang một bên. Chúng ta đang làm giãn toàn bộ phần cơ, phần cổ trái của chúng ta. Thư giãn một chút và sau đó chúng ta lại kéo sang. Lâu ngày chúng ta không tập luyện cho nó sẽ dễ bó cơ. Muốn có một phần thân trên đẹp, thon gọn, giảm mỡ thừa, chúng ta cần phải tập luyện nhé. Đương nhiên khi mà chúng ta không tập luyện nào bằng kháng lực, không tập luyện kháng lực bằng những cái dụng cụ như là tạ, ta giảm mỡ thì nhìn nó sẽ rất là thon gọn và đẹp. Ngược lại thì đang thấy rất là thư giãn khi mà tập những bài tập này. Bạn cảm thấy như thế nào? Comment xuống dưới nha. Hay là mong muốn của bạn, mong muốn có những cái bài tập như thế nào nữa, cải thiện những cái phần nào nữa, hãy comment để cho Yến có thể biết được.
và Yến sẽ lên những cái bài tập đó lên cho bạn nha. Ok, rất là phê pha luôn. Rồi, ta tiếp theo chúng ta đặt hai tay ở đằng sau lưng và gù vào một chút và mở tay ra, giữ ở đó tầm 2-3 giây, lại lặp lại. Phần thân trên ít tập nên là nó sẽ có thu xu hướng là yếu hơn so với phần thân dưới. Các chị em tập thân dưới thì có thể thấy dễ dàng hơn, nhưng mà tập thân trên thì thường là cảm thấy nhanh mệt, nhanh mỏi, nhất là nếu chúng ta tập kháng lực, tập với tạ thì sẽ cảm nhận rõ được điều đó. Hoặc là lâu ngày mà chúng ta không có tác động đến cái phần thân trên này á, thì kể cả những cái bài tập mà chúng ta đang tập cùng với Yến đây thì mọi người cũng có thể là cảm thấy rất là mỏi, vô cùng là mỏi, mặc dù là nhìn trông nó đơn giản. Đó, hai tay để sau đầu và cúi sâu này, cho giãn phần gáy và mở lên hết cỡ nào. Ok, lặp lại. Cúi xuống nào, cúi sâu có chủ đích và kéo căng cái phần gáy của chúng ta lên và mở ra. Tiếp tục. Sâu nhất có thể cái phần khuỷu tay này hướng về phía đầu. Bàn tay của Yến là đang chạm vào đằng sau phần lưng đó. Rồi, chúng ta đổi động tác tư thế một chút và chúng ta kéo, dùng một tay kéo cái tay này sang bên. Rồi, lại lặp lại nè. Kéo cái phần khuỷu tay về. Khi kéo cái phần khuỷu tay như thế này, chúng ta sẽ thấy là nó căng hơn, giãn hơn rất là nhiều. Một lần nữa nào, kéo cái phần tay. Rồi, nhìn một xíu và chúng ta đổi bên nào. Tay vào vai và chúng ta đung đưa nó, yêu thương nó. Ai đã theo hết được bài tập ngày hôm nay thì nhớ comment xuống bên dưới cảm nhận của mình nha. Rồi, mở tay ra nào. Đưa tay lên trên, kéo căng người ra. Ok, bài tập hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn cảm nhận như thế nào? Comment để biết nha. Bye bye, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Ok, chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Đơn giản không ạ?
quá đơn giản đúng không? Hoặc là bạn có cảm nhận nào khác thì hãy comment xuống bên dưới để cho Yến Thích Như được biết nha. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều những bài tập trong series giảm mỡ phần thân trên, giảm mỡ bắp tay, vai và giúp chúng ta có một tư thế đẹp hơn với những tư thế dáng đứng đẹp này, thẳng lưng, thẳng vai, không còn bị cổ rùa nữa, hoặc là chữa đau mỏi vai gáy dành cho những người mà ngồi quá nhiều như là dân văn phòng hoặc là những người mà hay dùng điện thoại. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong những video tiếp theo nha. Bye bye!